Khổ luôn. Khổ luôn. Ca sĩ đi hát không được lấy tiền. Giám đốc điều hành được lương ít ỏi cũng không nhiều. Sữa tả tả. Có một người vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về. Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm, hát một mình hát cho nỗi nhớ đong đầy. Hello, xin chào chương trình máy đầu tiên. Mình là Tuấn Khương. Khương thích anh Phúc từ lúc mà Khương còn còn bé, là một cậu bé đi học khoảng lớp 3, lớp 4. Được nghe nhạc của anh hai mua đĩa về, rồi từ đó ngày nào cũng nghe rồi từ lớn với lớn luôn, và thần tượng anh Phúc luôn. Có gia đình mà có một em bé rồi vẫn thần tượng một mình anh Phúc tới giờ. Và Khương xin chúc cho anh Phúc sẽ luôn thật nhiều sức khỏe và càng ngày càng thật nhiều mà hit để gửi đến cho khán giả và cũng như là tất cả mọi người. Xin cảm ơn nhiều. Và hôm nay đến với chương trình bài hát đầu tiên thì Phúc rất là xúc động và rất là cảm xúc khi mà được gọi là được hát trong mỗi chương trình mà có tất cả các bạn ngồi ở đây đông đủ như thế này, và rất là xúc động khi mà có các bạn fan mộ của Phúc còn giữ hết tất cả những cái album gốc. Bây giờ sẵn chương trình này thì nhờ Phúc ký tên luôn hết. Có một cái kỷ niệm là cái quân 4 á, là em phải dạy từ Bình Dương em xuống tới tiệm đĩa ở Sài Gòn để mua, đi vô mua tiệm đĩa quân 4 mà mất cái xe đạp. Trời ơi, bây giờ anh Phúc đã đứng trước mặt anh Ký rồi, anh cảm giác sao, anh sung sướng không? Cực kỳ hạnh phúc rồi. Cực kỳ hạnh phúc luôn ạ. Có muốn đền bù chiếc xe đạp? Có muốn đền bù chiếc xe đạp. Hãy cố nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lòng, hãy cố quên nhau dù cho xót xa lệ rơi. Đây là lần đầu tiên mà Phúc thấy trong một cái studio phim trường mà mất điện như thế này. Nãy giờ nhờ có cái đèn của camera tí xíu vẫn còn ánh sáng. Bây giờ quay xuống vòng vòng có thấy dưới không? Chắc không đâu, đúng không? Chút ánh sáng le lói chiếu vào mặt mình, rạng ngời. Hi, xin chào. Kim Cương xin gửi lời chào đến tất cả khán giả của chương trình bài hát đầu tiên. Bản thân Kim Cương thì hôm nay sức khỏe cũng không được tốt lắm, thì vừa mới đi tiểu phẫu về. Đáng ra là phải đi về nhà nghỉ ngơi rồi, nhưng mà cũng hơi lo là ông xã mình ở đây mới như thế nào, cho nên là lên đây để tạo thêm cho anh một cái nguồn động lực. Anh chưa thay Kim Cương đến đây đâu, bây giờ Kim Cương sẽ theo cho Kim Cương nha. Không biết ông Phúc đi đâu rồi ha? Hả? À, vậy mình đi tiếp qua đây đi. Phúc đâu mà sao tự nhiên giờ xuất hiện đây? Chị tặng bất ngờ cho anh đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Chị làm những bệnh thì chị vẫn lên thăm anh để đã ứng lượng anh tiêu phẫu rồi. Phúc không đẹp nhau. Cất liền. Cất Phúc liền, cất vô. Cất vô, cất vô. Anh nói đây vô. Phải cố gắng chạy nhanh lên đây vì hôm nay là một cái show rất là quan trọng mà, đúng không anh? Một cái mini show của anh, cho nên là tranh thủ lên đây với anh để cho tạo thêm cho anh một cái nguồn năng lượng.
lượng. Động lực cái gì? Năng lượng tích cực hẳn. Để chưa có bỏ phòng khách, chưa có bỏ phòng khách luôn kìa. Có vợ vui hơn không? Cảm ơn. Cảm ơn. Chứ là trả. Tiền trong tài khoản ai nắm tiền? Tiền thì lúc nào cũng vào tài khoản của Kim Cương hết. Thấy chưa, thấy chưa? Khổ lắm mọi người ơi. Khổ lắm mọi người. Bây giờ á, người đàn ông, đàn ông có gia đình, vợ, ba đứa con. Khổ lắm. Khổ lắm. Ca sĩ đi hát không được lấy tiền. Giám đốc điều hành được lương ít ỏi, cũng không nhiều. Rồi đâu có đủ đâu. Tiền lương thì để tài khoản để dành nó từ từ. Rồi tiền diễn ca sĩ cũng quản lý giữ. Rồi tiền của chồng đi làm về cũng bị vợ ép. Rồi lúc nào có thêm được chớp quảng cáo này kia thì ba đứa con nó giành giật sữa. Tả. Tả. Anh cũng biết xài tiền đâu, nhưng mà anh cứ giữ, cũng để quên đi xài tiền. Có giữ thì bỏ quên trong cái túi quần mà giặt đồ lấy ra cũng vậy à, cho nên là không cần phải đưa đâu thật. Biết xài, nhưng mà tại vì bước đi ra đường cái gì khi đi với người này người kia rồi cũng không có cần xài tới đó. Khổ ghê. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thôi thì sẵn dịp đây cũng cảm ơn bà xã của Phúc đã làm cái điều bất ngờ khi đến với chương trình. Mặc dù là lúc nãy là Phúc nghĩ là hôm nay là mình gọi là mình hát ở trên sân khấu mà mình thiếu một cái năng lượng gì đó để gọi là thúc đẩy cho mình làm tốt hơn, nhưng mà giờ thì có rồi.